mehum ummari bet mehum ummari bet mehum ummari bet mehum ummari bet mehum ummani 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 bet mehumNghe lời kinh mãi vòng đời an nhìn trong từng câu chú thần thường suy niệm ông Mani Bạch Mê Hùng quỳ nắng từ sen ý ngon nghìn năm luân sinh Bồ Tát kết thànhThật uy nghi Mani Bạch Mê Hùng Ông 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 Mani Bạch Mê Hùng Khai minh hành vi trí tuệ Lục tự hành thông bờ bên giác ngộNiền chữ Phật Mani Bạch Mê Hùng Ông Mani Bạch Mê Hùng Tinh hoa về cõi Niết Bàn Đường theo chân tu Phật Pháp hé nở Bồ Đề Tâm Mani Bạch Mê Hùng Ông Mani Bạch Mê Hùng Ông Mani Bạch Mê Hùng Ông Mani Bạch Mê HungSuối suy ngụy mê Diệt tham muốn pha tan luân hồi Ban chúng sinh lầm than Thiện duyên phương Mani Bạch Mê Hùng Ông Mani Bạch Mê Hùng Ông Mani Bạch Mê HungNghiệp tiêu biến khơi tâm thanh tịnh Hương đó sen từ bi Tâm sáng ưng Mani Bạch Mê Hùng Ông Mani Bạch Mê Hùng Ông Mani Bạch Mê Hùng Ông Mani Bạch Mê HungOng Mani Bạch Mê Hùng Ông Mani Bạch Mê Hùng Ông Mani Bạch Mê HungOng Mani Bạch Mê Hùng Ông 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 Mani Bạch Mê Hùng Suối suy ngụy mê Diệt tham muốn pha tanTâm nghe lời kinh mãi phòng Đời an nhìn trong từng câu chú thần Thường suy niệm Quy năng từ sen ý ngọc Nghìn năm luân sinh Bồ Tát kết thành Phật uy nghiêng Ông Mani Bạch Mê Hùng Ông Mani
nghiệp tiêu biến khơi tâm thanh tịnh. Hương đó sen từ bi tâm sáng ông Mani Bạch Mê Hùng, ông Mani Bạch Mê Hùng, ông Mani Bạch Mê Hùng, ông Mani Bạch Mê Hùng. Khai minh hành vi trí tuệ, lục tự hành thông bờ bên giác ngộ, niên chư Phật. Tinh hoa về cõi niết bàn, đường theo chân tu Phật pháp hé nở. Bồ đề ông Mani Bạch Mê Hùng, 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 ông Mani Bạch Mê Hùng. Ông Mani Bạch Mê Hùng, ông Mani